Ok, hello my friend, welcome back to my channel. Tôi Let Play Chocho Chalet vs The Chocho Bushi Bu vs Chocho Clutch Thomas and Mummy Longlet. Ok, first play Chocho Chalet mod The Thomas nào. Ok, bây giờ mình đã mod thành con nhân vật Thomas nha. Một lát nữa nó sẽ xuất hiện. Và mình sẽ tiêu diệt con Clutch Thomas này. Wow, đây là con Thomas. Không phải là con Chocho Chalet nữa các bạn nha. Okay, bây giờ sẽ bắt đầu chạy để tiêu diệt nó nha các bạn nha. Sẽ lên tàu tiêu diệt nó. Wow, nó đã cắm mất ông kia rồi. Ok, let's go, mình sẽ lên tàu nha. Ok, bây giờ bắt đầu sẽ tiêu diệt nó. Ồ, nó tiến sát gần luôn. Phải bắn vào đầu nó nha các bạn ơi. Ồ, bắn chuẩn nó 2 phát rồi. Bây giờ mình phải áp hết máu cho tàu. Tiếp tục tiêu diệt nó nha. À, nó lừa mình. À, bắn chuẩn rồi. Đây suốt máu to tàu của cái tiêu diệt của nó đấy các bạn nha. Đây, nó bắt đầu nó nào. Rồi, để nó bắn cho tàu liên tục các bạn nha. Ok, bắn cái máu vào tàu tiếp ạ. Nếu tội chúng này ra bắn nha. Ok, nó đã bị đai rồi. Ok, đã tiêu diệt xong rồi Thomas này các bạn nha. Wow, nó đã bị cắm mặt xuống đây luôn. Chúng cái trông rồi nó đã bị đai. Ok, tiếp theo mình sẽ chuyển sang một phiên bản mod khác nhé. Mình sẽ chơi cho con mốt mì long nét. Nhưng các bạn đợi mình chút nha, mình thay đổi phát. Ok, mình đã quay trở lại. Và mình sẽ chọn Chocho Mummy long nét. Ok, bật lên nào. Mình vừa mốt con Mummy Long Lét xong nhé. Ok, continue. Ok, vào game nhé các bạn nha. Bây giờ mình sẽ đi đổi lại một tàu nhé. Mình sẽ cho này màu tím nhé. Bây giờ sẽ lên đây lắp ghép các quả trứng vào đây. Ok,
Ok, mình sẽ bỏ qua phần intro này luôn và mình sẽ tiêu diệt nó luôn nhé các bạn nhé. Ok, let's go. Cái bắn vào đầu nó mất nhiều máu luôn nhé các bạn nhé. Ok, bắt được máu ở tàu này. Cắp vào mất rồi, mình chơi lại nhá. Chơi ghê. Ok, còn đây nào. Tiêu diệt nó xong. Wow, nó bị cắm xuống sông rồi. Ok, mình đã tiêu diệt nó xong nha. Ok, bây giờ mình sẽ chuyển sang Chocho Chalet phiên bản thường nhé các bạn nhé. Ok, bây giờ nào, bây giờ đây là con bot Chocho Chalet phiên bản mặc định nhé. Ở phần cuối mình sẽ chơi con Bushibu sau. Đây con tiên niêu. Ok, try again. Sau tu loading game. Ok, mình sẽ lại đổi màu tàu tiếp nhé. Mình sẽ cho này một xanh, à một xanh này đi. Phần cuối mình sẽ cho màu vàng sau. Ok, sau đây này lắp các quả trứng vào đây nhá. Ok, các bạn cùng xem phần intro này nhá.
Bây giờ sẽ lắp ghép 3 quả trứng vào. Ok, đến quả cuối cùng thì có một ông bot cuối, ông đấy sẽ cản mình, nhưng mà mình vẫn lắp vào cho con Chocho Jalet xuất hiện nhé. Còn ông qua tìm Jalet. Slowly and lay flat on the ground. You'll hurt far too many people if you follow through with whatever you're planning. Okay, lắp ghép vào cho con Chocho Jalet xuất hiện này. No! No! You fool! You doomed us all! Wow, đây là con bot Chocho Jalet này. Sẽ lên tàu tuyên truyền nó tiếp ạ. Ok, let's go. Ok, tuyên truyền con Chocho Jalet nha. Oh, anh chuyện ạ. Tiếp theo mình sẽ chuyển sang chơi trò Chocho Mode Boot Shibu nhé các bạn nhé.
Ok, mượn lên nào. Cho cho mốt bót bút xì bù. Mượn lên nào. Ok, continue. Ok, bây mình sẽ lên đây đổ màu tàu nhé. Mình sẽ đổ sang một cam này đi. Rồi, lên đây tiêu diệt composite mình. Tiếp tục lắc ven qua quả trứng nhé các bạn nhé. Ok, các bạn ngồi xem mà. Posibu. Ok, các bạn cùng xem qua phần intro này nhé. Tiếp tục lắc ven qua quả trứng. Ông quá lìn Charlotte nhà vẫn ra cả mình. Just put the egg down slowly and lay flat on the ground. You'll hurt far too many people if you follow through with whatever you're planning. Để ông cho quả trứng vào nhé. Và con Osibu sẽ xuất hiện. Chạy lên tàu tiêu diệt nó đã. Chạy mau. Sư bùn này mạnh quá. Tiếp theo mình sẽ tiêu diệt nó lại nhé. Đây, đưa lên nào. Xong rồi bắn nó được mấy phát là đã bị nó đập rồi nhỉ? Lạ thật. Try again. Thật mình chạy lại nha. Subu này mạnh thật, mình chơi lại nha. Chơi gì thì thôi nhé các bạn nha.
vào nữa nào. Try again. Chơi lại nhé. Thank you.
chỉ rồi. Con này mạnh thật nhỉ.